con đồ con vườn. Khi ấy Phêrô nói với dân chúng rằng: Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Jacob, Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đã làm vinh danh Chúa Giêsu, con của Ngài, đấng mà anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt Phi-la-tô, trong khi Phi-la-tô xét là phải tha cho người. Anh em đã chối bỏ đấng thánh, đấng công chính và xin tha tên sát nhân cho anh em. Còn đấng ban sự sống thì anh em lại giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã cho người từ cõi chết sống lại. Điều đó chúng tôi xin làm chứng. Hỡi anh em, thế nhưng tôi biết rằng anh em đã hành động vì không biết, nhưng các thủ lãnh anh em đã làm. Thiên Chúa đã hoàn tất việc người dùng miệng các tiên tri mà báo trước. Đức Kitô của Ngài phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy ăn năn hối cải, ngõ hầu tội lỗi anh em được xóa bỏ. Đó là lời Chúa. Thank you.
Nào trước tiên là tặng cho hai cháu hôm nay đọc quá giỏi với quá hay rõ ràng, con tên gì? Here is right, right here, con tên gì? Aaron, wow. Thank you, get it up. Not for me, for the rest of you. Okay, now the question is that I can ask one or two. In the gospel today, you hear that from the gospel of John, or Luke, or Matthew, or Mark. Okay, you. Luke, right here, give it to me. Then the question is that the ghost, remember the ghost? So, does the ghost have bone or flesh? Or yes or no? The choir, you want to answer that? Ma, có xương, có thịt không? Does the ghost, the cancer, you're a cancer, right? Right here, cancer. And you also answer the question too, so you get double. Rồi là ma không có, không ma không có xương, ma không có thịt. Now the last one. From the first reading, right? If you see the word there, you listen to Vietnamese and you check on the English. How about confirmation student? Over there it said repent and converted. Can you translate that in Vietnamese? Repent, convert. Con try. Ở tiếng Việt là tiếng Việt repent. Before mass, what do we do? We try. I confess to Almighty God. What is action about? Sám hối. Okay, and then and of you, John, and then how about converted? Ăn năn giỏi.